mừng lắm con à, cải thiện được mấy ngày ăn, hai vợ chồng có đứa con bị tật đó. Em ngồi xe lăn đó. Xin chào quý vị và các bạn. Những ngày bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 này, chúng ta mới cảm nhận được hết tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách mà mọi người dành cho nhau. Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, những ngày qua đã có nhiều người cùng góp gạo, góp công, cùng nấu cơm và đưa đến cho những người đang trong tình cảnh ngặt nghèo những bữa ăn giữa mùa dịch. Là địa chỉ từ thiện từ nhiều năm nay, nên khi dịch Covid-19 bùng phát ở Nha Trang, mái ấm vòng tay mẹ đã đứng ra lo những bữa ăn cho những người khó khăn. Đây là tấm lòng của Mạnh Thường Quân phụ giúp với lại mái ấm để làm cái chương trình này. Thì chúng tôi sẽ dự định là sẽ phát một ngày 150 suất và tùy theo nhu cầu nữa có thể là lên. Và đến khi nào mà tuyên bố hết giãn cách thì chúng tôi mới dừng lại. Cứ thế, mỗi buổi trưa, ít nhất là 150 suất cơm được trao đến những người đang rất cần. Đó là những gia đình ở các khu dân cư phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh. Đó là người nhặt ve chai, chạy ba gác, những người bán hàng dạo. Có được những bữa cơm không phải tốn tiền mà lại rất ngon, ai cũng mừng. Bữa giờ đi dịch bệnh là bữa có bữa không ạ. À. Bữa nay nhờ đi ngang đây là có người cho được phần cơm và cũng đỡ. Khi những suất cơm này được trao đi, lại có thêm những người sau khi nghe chuyện góp gạo nấu cơm giúp người khó, lại tiếp tục mang đến khi thì rau, lúc thì thịt cá. Ai cũng mong muốn thêm nhiều suất cơm hơn để rồi thêm nhiều người không phải lo bị đứt bữa. Những bữa ăn giữa mùa dịch, nghĩa tình cứ thế trao đi và nhận lại. Không chỉ người dân bình thường mà những người lính cũng đã có mặt tại những điểm nóng dịch bệnh, mang đến từng gia đình khó khăn, sản phẩm thiết yếu qua những gian hàng không đồng. Điều đặc biệt là phần lớn những mặt hàng này đều từ nguồn tăng gia sản xuất của các đơn vị. Nước mắt chạnh lòng của người già yếu bệnh tật, nước mắt xúc động khi nhận được những gói thực phẩm này. Giữa dịch bệnh, lại đang trong những ngày giãn cách xã hội, món quà dầu ít hay nhiều thì cũng rất quý đối với những người như bà Hương. Mừng lắm con à, cải thiện được mấy ngày ăn, hai vợ chồng có đứa con bị tật, em ngồi xe lăn đó. Dịch bệnh, người nghèo thêm nghèo, người khó thì thêm khó. Những điểm nóng dịch bệnh, nhất là tại các đô thị dễ khiến cho nhiều gia đình khó khăn đứng trước nguy cơ không lo được bữa ăn. Nhưng giờ thì nỗi lo ấy đã vơi đi khi tại những nơi khó khăn nhất, trong những ngày qua đã có những gian hàng không đồng của bộ đội, như cách nói của người dân trong vùng. Trước giờ nấu ăn buổi sáng cũng như buổi chiều, gian hàng đã sẵn sàng những gói thực phẩm được chia đều. Gạo, rau xanh lúc nào cũng có, chủ yếu từ nguồn tăng gia sản xuất của các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Thêm vào đó là các mặt hàng khác được huy động từ nhiều nguồn. Xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm với đồng bào khó khăn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động triển khai các gian hàng không đồng trên các địa bàn để góp phần hỗ trợ một phần lương thực thực phẩm giúp cho bà con vượt qua đại dịch. Trước mắt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã mở gian hàng không đồng tại hai phường ở Nha Trang và sắp tới sẽ nhân rộng ở những vùng khó khăn trên địa bàn Khánh Hòa như là cách làm riêng của người lính để nhường cơm, sẻ áo với người dân gặp khó khăn. Cứ thế, ở mỗi buổi, có hàng trăm suất thực phẩm đến với những người đang rất cần mà vẫn đảm bảo giãn cách, giữ an toàn cho mọi người. Dịch gì với người này không có được, ở nhà thì nhiều lắm. Mà nói chung là nhà cũng khó khăn, rồi bộ đội giúp vậy em cũng mừng. Vâng, người dân ở đây biết ơn những người lính, còn với những người lính, nhường cơm, sẻ áo đó là lẽ thường tình và họ sẽ tiếp tục làm trong những ngày khó khăn này. Có một điều mà chúng ta vẫn thường nghĩ, đó là chỉ những nơi an toàn mới có điều kiện san sẻ với những nơi vùng dịch. Nhưng không, ở ngay trong vùng dịch, những gia đình vẫn sẵn sàng cho đi những gì mà họ đang có, dù đang đối mặt với nhiều khó khăn. Chúng tôi đang muốn nhắc đến câu chuyện về một gia đình tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã góp 6 chỉ vàng để ủng hộ cho các lực lượng chống dịch cũng như chia sẻ thiếu thốn với người dân trong vùng. À,
hai vợ chồng không có thở ra được cái khu phong tỏa, cho nên mới gọi điện thoại trực tiếp cho cá nhân tôi để mà nhờ bán giùm cho 6 chỉ vàng. Nhưng mà tôi bán về là trên 30 triệu. Thì em đó nói là anh giúp giùm em là san sẻ cho bà con, những anh em tuyến đầu. Nơi ở của gia đình chị Lý Minh Trân ủng hộ 6 chỉ vàng để góp kinh phí chống dịch, hiện nằm trong khu phong tỏa thuộc tổ dân phố 11, phường Ninh Hiệp. 6 chỉ vàng là những gì mà hai vợ chồng chị Trân tích góp lâu nay để phòng thân. Dịch bệnh phức tạp, công ăn việc làm chẳng có, tưởng như ai cũng sẽ cố giữ chút tiền bạc còn lại để trang trải cho những ngày tháng tới. Nhưng ở giữa vùng dịch vẫn có những người nghĩ khác. Em thấy trên mạng kêu gọi đóng góp các cái trang thiết bị này nọ thì em nghĩ nhà em còn ít đó để phòng thân em bàn với chồng em. Hai vợ chồng quyết định là lấy cái đó ra để mà hỗ trợ thôi. Mai mốt thôi mau hết dịch thì tụi em lao động có lại chứ gì đâu. 6 chỉ vàng mà chị Trân nhờ ông Ninh bán lấy tiền mặt được hơn 30 triệu đồng đã được chuyển đến các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch 10 triệu đồng. 20 triệu đồng còn lại giúp các gia đình khó khăn vùng dịch. Những gói rau này được mua từ một phần kinh phí ủng hộ của chị Trân, ngày hôm nay đã chuyển đến các khu phong tỏa. Nhiều người xúc động khi biết chuyện một gia đình từ bên trong khu vực phong tỏa đã góp 6 chỉ vàng để chống dịch. Ở đây là tích góp từng đồng để làm ăn. À, có lòng như vậy là rất tốt. Đó là cũng như san sẻ bớt với cộng đồng. Dịch bệnh dù làm đảo lộn cuộc sống, nhưng dịch bệnh chẳng thể nào bào mòn tấm lòng san sẻ. Vâng, dịch bệnh khiến cho nhiều người, nhất là những người nghèo thêm chồng chất nỗi lo. Nhưng hy vọng là những nỗi lo đó sẽ được vơi đi khi có nhiều vòng tay nhân ái luôn đồng hành và san sẻ cùng họ.